Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Mình đã trở lại với số hỏi đáp mà mình bỏ bê cũng khá lâu rồi. Thì ở trong video ngày hôm nay, mình lựa chọn được rất nhiều các câu hỏi liên quan tới cả Intel và AMD. Tuy nhiên, vì thời lượng video giới hạn nên mình sẽ chỉ lựa chọn một số câu hỏi hay và hấp dẫn. Còn những câu hỏi sau, nó vẫn hay và nó vẫn hấp dẫn. Tuy nhiên, mình sẽ để dành cho những số tiếp theo. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung luôn vào vấn đề cho đỡ mất thời gian. Thì câu đầu tiên của bạn là Hữu Dương. Anh đánh giá như thế nào về sản phẩm 3000 XT của AMD? Bây giờ các bạn có hoàn toàn có thể search được thông tin về sản phẩm 3000 XT của AMD. Mình không biết cái thời gian video này lên thì 3000 XT của AMD đã có hàng chính thức chưa. Thì mình check ở trên trang chủ thì có CPU Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT và Ryzen 9 3900XT hoặc là 3950XT gì đó. Mình không nhớ rõ lắm về CPU Ryzen 9. Tuy nhiên thì mình sẽ nhận xét như này, cái dòng XT ra mắt là để cạnh tranh trực tiếp với CPU thế hệ 10 của Intel. Thì CPU thế hệ 10 của Intel anh em hoàn toàn có thể check được thông số rồi. Bây giờ có hàng để có thể bán, anh em có thể sử dụng rồi. Thì cụ thể nhá, CPU Core i5 10600 có spec gần tương đương với Core i7 8700, tức là nó cực kỳ tốt trong mức giá rẻ. Thì CPU của AMD bây giờ hiện tại nhá là có CPU Ryzen 5 3600 này, 3500, nó hoàn toàn vẫn có thể cạnh tranh được so với CPU thế hệ 10 của Intel. Tuy nhiên thì cái mức chênh lệch ấy nó không quá lớn để người dùng có thể gọi là cân nhắc lựa chọn AMD. Thế nên AMD đưa dòng XT là để cạnh tranh trực tiếp, đánh phủ đầu luôn Intel, bởi vì Intel vẫn sử dụng tiến trình 14 nanomet. Trong khi đó thì AMD đã hạ xuống một nửa rồi, chỉ còn 7 nanomet thôi. Thế nên thì mình nghĩ cái sản phẩm 3000 XT nó sẽ hoàn toàn ấn tượng để có thể sử dụng. Rồi, thì tiếp theo sau cái câu hỏi này có một câu hỏi nữa nó cũng gần tương tự, đó chính là vấn đề về phần nanomet. Thì bạn Hoàng Nguyễn có câu hỏi này, Intel ra mắt CPU thế hệ 10 vẫn 14 nanomet có một cú lừa hay không? Liệu Intel có đang ỉm hàng dằn mặt lại AMD không? Theo mình ấy thì không, bởi vì chính xác Intel cũng đang gặp vấn đề về phần tiến trình 14 nanomet của họ, bởi vì họ cũng đã có xác nhận cái thông tin này rồi. CPU 10 nanomet của Intel có nhưng còn trên laptop thôi, nhưng nó không hề nhiều một chút nào. Thậm chí nhá, CPU hiệu năng cao trên laptop vẫn sử dụng tiến trình 14 nanomet. Thì thực tế trong bao nhiêu năm thì Intel vẫn gặp vấn đề về tiến trình đấy, bởi vì nhá, không như AMD không tự sản xuất, không tự nâng cấp tiến trình, họ thông qua một nhà sản xuất thứ ba, rồi họ sẽ sử dụng luôn cái tiến trình 14 nanomet hay hoặc là 7 nanomet của họ, thì cái vấn đề hạ tiến trình nó sẽ cực kỳ nhanh. Còn đối với Intel là Intel tự làm, gọi là của nhà trồng được ấy, tự hạ tiến trình, tự đầu tư dây chuyền sản xuất và tự sản xuất, thế nên họ không hạ được ấy. Mình thấy là một chuyện tương đối bình thường thôi. Mình nghĩ sang năm tiếp theo ấy, sang năm 2021 thì Intel hoàn toàn có thể sử dụng tiến trình 10 nanomet, và mình tin tưởng tuyệt đối vào cái vấn đề này. Còn anh em nào mà bây giờ ấy hỏi có nên mua CPU thế hệ 10 của Intel không, mình chắc chắn rằng nó vẫn nên mua, bởi vì nó vẫn rất đáng mua để có thể làm việc, học tập hay thậm chí là chơi game. Rồi, vẫn là một câu hỏi liên quan đến phần nanomet nữa của bạn là Louis Phạm. Mình không phải dân chuyên nên mình muốn tìm hiểu có phải tiến trình càng nhỏ thì càng tiết kiệm điện vì các bóng bán dẫn sẽ nhỏ đi. Về lý thuyết thì đúng, nhưng mà về thực tế thì câu hỏi các bạn đang suy nghĩ sai. Cái tiến trình nanomet ấy nó không phải là kích thước của bóng bán dẫn, nó là khoảng cách giữa hai bóng bán dẫn. Thì mình có tiến trình như này, 32 nanomet, 22 này, 14, 10 nanomet, 12, 7 hoặc thậm chí sau này thấp hơn 5 nanomet, 2 nanomet. Thì đây là khoảng cách giữa các bóng bán dẫn. Thì khoảng cách giữa bóng bán dẫn này sang bóng bán dẫn kia nó gần nhau hơn thì cái điện năng ấy nó đẩy đi, nó sẽ càng ít hơn. Thì điện năng ít hơn thì đồng nghĩa một điều, đó chính là CPU nó sẽ mát hơn và hiệu năng của CPU sẽ cao hơn. Bởi vì trên cùng một cái die CPU ấy thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái nhân ở trên cái die hơn. Về mặt lý thuyết là vậy, bởi vì cái này thực tế ra nó cần video rất dài để giải thích chi tiết, nhưng mà mình nghĩ ngắn ngắn này thì có thể bạn hiểu một cách đơn giản thôi. Tiếp tục là một câu hỏi của bạn Đào Nam, vẫn xoay quanh vấn đề Intel và AMD. Anh có thể giải thích vì sao là 14 nanomet nhưng Intel liên tục đổi socket còn AMD thì vẫn giữ nguyên hay không? Đơn giản này nhá, Intel đổi socket để có thể bán được chipset, nó chỉ đơn giản đấy thôi. Bởi vì 1151 V1, V2 các bạn nghe đã thấy nó không hợp lý rồi. Bởi vì nhá, các bạn hoàn toàn có thể mod được chân socket. Tuy nhiên nhá, mình không thích làm, bởi vì các bạn không biết làm, nó sẽ cháy thật sự luôn. Thì vấn đề Intel đổi socket nó liên quan tới là hãng thích thế, hãng bán hàng. Và cái thứ hai đó chính là Intel liên tục giữ nguyên tiến trình, thế nhưng mà cái CPU của họ càng ngày nó càng gọi là ngon hơn này, nóng hơn này, nhiều nhân hơn này. Thế nên cách giải quyết của họ đơn giản nhất là gì? Thay đổi cái vị trí socket này, cách sắp xếp socket để sao cho cái lượng điện năng ấy nó đẩy vào CPU nó được tối ưu hơn. Ví dụ nhá, từ 1151 nó lên 1002 không phải là để kiểu là cho vui đâu. Thứ nhất, đương nhiên rồi, vẫn cứ là bán hàng. Cái thứ hai ấy, là để tránh cái lượng điện năng ấy, nó dồn quá nhiều vào 1151 cái chân socket đấy để tránh hiện tượng cháy CPU. Đấy, hiểu một cách đơn giản như vậy. Còn đối với AMD thì do họ hới hạn đấy thôi. Anh em có thể nhìn thấy trên CPU của AMD là cái chân socket nó nằm ở hết ở trên CPU rồi.
Tuy nhiên không phải vì thế mà main không có nha. Ở trên main ấy, hoặc anh em có thể đến trực tiếp trên CPU, nó có tổng cộng là 1331 pin, chân pin ấy, gọi là chân socket, nó gần đấy. Thì thực tế ra thì để Intel làm như vậy, họ vẫn làm được nhưng họ không thích với AMD, họ hứa hẹn với người dùng. Và cái thứ hai thì cái cách khắc phục của họ đó chính là họ đầu tư thêm vào phần main. Main nó sẽ bút nhiều điện hơn và đẩy vào CPU, và qua đấy thì CPU nó cũng sẽ nóng hơn. Và để có thể giải quyết được vấn đề đấy thì AMD đã khắc phục vấn đề bằng cách sử dụng các cái mẫu tản nhiệt theo kèm, nó khá ấn tượng để có thể tản nhiệt cho CPU thay vì giống Intel. Ở đây mình đang có một tản nhiệt của Intel, và mình sẽ có một câu nữa nó cũng nói về vấn đề tản nhiệt của Intel thôi. Đó chính là bạn Hoàng Đù, tản nhiệt stock thế hệ 10 của Intel có tốt không mà mình thấy nhiều người quảng cáo về nó vậy. Thực ra nó không hề tốt một chút nào cả, bởi vì chỉ có từ CPU Core i7 10700 mới có tản nhiệt mới, còn từ đấy trở xuống thì không có gì. Thậm chí cả Core i9 vẫn có tản nhiệt stock. Đây, để mình lấy ra cho anh em nhìn thấy. Thì liệu anh em cắm Core i7 hay Core i9, anh em có dùng cái tản stock trông nó buồn cười thế này không? Thì cái cách mà Intel làm như này là để gọi là quảng cáo cho người dùng biết là họ có quan tâm đến người dùng, họ có cải tiến cho người dùng, họ có mang lại cho người dùng cái mẫu tản nhiệt nó ngon. Nhưng thực tế thì nó không ngon đâu, nó mang cái tính chất gọi là làm hời hợt và nửa mùa quá. Mình nghĩ cái video này nó sẽ không đủ dài để mình có thể phân tích về cái mẫu tản nhiệt này. Và nếu như anh em thích thì mình có thể làm video nó thật dài khoảng 10 phút để mình xoay quanh vấn đề tản nhiệt của Intel lẫn AMD. Và nếu như anh em quan tâm thì bình luận bên dưới nhá. Rồi, thì cái số hỏi đáp ngày hôm nay thì mình nghĩ nó dừng lại ở đây là hợp lý rồi. Và nếu như anh em quan tâm ấy, hoặc bất kỳ câu hỏi nào thú vị, để ngay dưới mục bình luận video. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.